Thưa quý vị và các bạn, đối với người đi xe máy thì tai họa có thể xảy ra bất cứ khi nào, từ một người lái xe ẩu, từ hành vi tạt đầu xe, từ một tài xế ô tô say xỉn hay gặp phải ai đó mở cửa xe ô tô bất thình lình. Vâng, phải nói là hành vi này tuy sơ đẳng nhưng hậu quả lại rất khôn lường. Không ít vụ tai nạn đã xảy ra, thậm chí hậu quả còn có thể gây chết người. Mở cửa xe ô tô bất cẩn đang trở thành nỗi ám ảnh đối với những người tham gia giao thông. Vào trưa ngày 13 tháng 10 năm 2024, trên đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu, tài xế xe taxi đang đỗ bên đường, bất ngờ mở cửa không quan sát, đã gây tai nạn cho người phụ nữ điều khiển xe máy. Hậu quả, người phụ nữ khi ngã bị chiếc xe ô tô chạy hướng ngược lại cán tử vong tại chỗ. Vào chiều ngày 19 tháng 10 năm 2024, cũng sự việc tương tự xảy ra tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Thủ phạm vẫn là xe taxi, khi dừng đỗ ven đường rồi bất ngờ mở cửa. Hậu quả hất ngã một người đàn ông, làm người này bị xe buýt cán tử vong. Còn tình huống mở cửa ô tô bất cẩn như vậy thì chúng tôi không thể nào mà phản xạ kịp được. Thế như thế là rất là nguy hiểm luôn. Tuy tần suất gây tai nạn không nhiều, song việc tồn tại những hành vi bất cẩn như vậy đang đem đến những nỗi lo không nhỏ cho người tham gia giao thông. Nhẹ thì xây sát, nặng thì tử vong, thậm chí gây tai nạn liên hoàn. Mở cửa xe vốn là bài học vỡ lòng khi học lái xe, nhưng không phải ai cũng nhớ và để ý. Điều đáng nói, việc thình lình mở cửa thiếu quan sát không chỉ xảy ra đối với người mới biết lái xe, mà ngay cả những người đã có kinh nghiệm lâu năm cũng có thể vi phạm. Tất cả đều do tâm lý chủ quan, nóng vội. Tôi nghĩ đây là vấn đề cơ bản của mỗi người lái xe thôi. Khi mà sinh ra cơ hiệu ấy, thì nhiệm vụ của nó là để quan sát phía sau. Nhưng mà tôi thấy đây là do ý thức của mỗi người. Bởi vì khi mà mật độ phương tiện càng ngày càng gia tăng ấy, thì nếu mà mở cửa không quan sát thì sẽ gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Mà rất nhiều phương tiện đi với tốc độ cao thì có thể gây nguy hiểm đến cả tính mạng. So với luật giao thông đường bộ 2008, thì luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2025 đã có riêng quy định cụ thể về mở cửa xe. Như vậy, người lái chỉ được mở cửa xe khi xe đã dừng đỗ và quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe. Khi thấy an toàn mới được mở cửa xe và ra khỏi xe. Song theo các chuyên gia giao thông, quy định cụ thể là cần thiết, nhưng cốt lõi là phải nâng cao ý thức ngay từ lúc đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Bởi chỉ khi thực hiện thành thạo, tạo thói quen cho bản thân khi điều khiển phương tiện, thì sự việc mở cửa xe bất cẩn sẽ được hạn chế triệt để. Nói như vậy để thấy là nếu mà chúng ta đưa nó thành một cái nội dung sát hạch, đào tạo và sát hạch khi đào tạo lái xe ô tô thì chắc chắn nó sẽ nâng cao được nhận thức hơn của người lái xe sau khi đã nhận bằng và đi lái trên đường. Mỗi khi chuẩn bị mở cửa xe ô tô phải quan sát thật kỹ đằng sau rồi mới dám mở cửa. Còn những người mở cửa một cách khinh suất lập tức bị đánh trượt chẳng hạn, thì với cái cách đưa vào chương trình đào tạo như vậy chắc chắn ta sẽ nâng cao được cái mức độ chú ý của người lái xe. Với mật độ phương tiện ngày càng gia tăng thì hành vi bất cẩn này sẽ luôn là mối hiểm họa. Đừng để mỗi cánh cửa mở ra đóng sập lại đối với số phận của người khác như thế này.